không mặc đầm mặc váy công chúa mà Khởi Nhi bị chồng trước khi vừa ra cửa. Vừa bước ra khỏi nhà chồng kêu, ủa, cái giả lỗi đâu em? Đó, em đọc comment, mấy bạn đứa mình đang giả lộ lên rồi. Thay vô comment quá trời. Ủa chị ơi chị, chị giả lộ như vậy này. Bởi vì là sau này ở Thái Lan hay Việt Nam? Cộng đồng mạng đùa rằng đúng bình thường chị ghẹo gái chứ đâu phải anh. Hôm nay đã được gặp hai bạn gái Hàn Quốc đi ngang qua. Cái chị đẹp quá chị. Cái hai bạn đó hết hồn cái. Anh thấy vậy đấy, anh thấy vậy cũng kỳ, thấy vợ anh kỳ quá thôi, anh làm theo luôn. Từ đầu đến cuối, cánh luôn bị chị My ăn hiếp, đúng rồi, em chân một lần sẽ có một đứa đẻ ra để đứa khác ăn hiếp. Không, tất cả đều chỉ là diễn xuất mà thôi, bạn tin nè. Các bạn nghĩ là các bạn Khởi My kèo trên nè. Đúng rồi. Vốn được nhớ đến với hình tượng khỏe khoắn, năng động từ tính cách cho đến những outfit đi diễn. Thế nhưng sau khi trở lại đi hát, Khởi My đã nhận được rất nhiều lời yêu cầu từ khán giả mong rằng cô nàng hãy mặc đồ đẹp, mặc đầm công chúa nhẹ nhàng nữ tính thướt tha các thứ. Và để thể theo lời yêu cầu này, Khởi My đã mặc đi thật khiến cho khán giả phải ồ lên ngay từ những giây đầu xuất hiện, thậm chí là có người phải cảm thán rằng đẹp quá chị ơi. Vậy mà Khởi My lại kể rằng mình vừa đi ra khỏi nhà là nghe câu hỏi nay giả lộ đi đâu vậy của Kelvin Khánh khiến cộng đồng mạng lẫn Quốc Thiên thì cứ phải cười ra nước mắt. Vừa bước ra khỏi nhà chồng kêu, ủa cái giả lộ đâu vậy? Mà đâu chỉ một lần, anh chàng còn sắt muối trái tim vài lần. Sau đó thì đến cả fan Khởi My cũng không tha cho cô nàng khi mà giữa lúc cầm điện thoại nữ ca sĩ lại thở dài cho biết mấy bạn đã đăng hình giả lộ của mình lên rồi. Em đọc comment, mấy bạn đứa mình đang giả lộ lên rồi. Thay vô comment quá trời. Ủa chị ơi chị giả lộ như thế này này. Bởi vì là show này ở Thái Lan hay Việt Nam? Show này là show Thái Lan hát. Lại còn ý kiến vì mặc đầm nữ tính nhưng mà lại mang giày có phần hơi hầm hố nên cũng bất nữ tính hẳn. Có cộng đồng mạng thì đùa rằng Kelvin Khánh nói như thế thấy cũng đúng. Tại vì theo lời kể của anh chàng, mỗi lần ra đường thấy gái đẹp người ghẹo không phải là mình mà đó chính là Khởi My. Hôm nay đã được gặp hai bạn gái Hàn Quốc đi ngang qua. Cái chị hay đẹp quá chị. Chưa kể đến là vì cô gái lộ liễu nên bị người ta nhìn. Anh thấy vậy sợ vợ quê nên cuối cùng mình cũng phải hú theo và cái kết là ai cũng thấy hai vợ chồng này trêu người ta. Không những thế mà loạt thói quen của cô nàng cũng khiến cộng đồng mạng cảm thán người làm vợ trong gia đình này chắc là Kelvin Khánh. Bởi vì ở nhà anh chàng là người làm việc nhà, thậm chí là nấu cơm. Việc của Khởi My là chơi game, mà lâu lâu còn phải đợi chồng kêu 5 lần 7 lượt mới chịu xuống. Cả việc đi vô nhà lột đồ bỏ mỗi nơi một món còn Kelvin Khánh cứ đi phía sau thu dọn hết tàn cuộc cũng đủ thấy anh chàng thương vợ đến thế nào. Chưa kể là Khởi My còn vô cùng thoải mái với các đồng nghiệp từ nam đến nữ. Mà nữ thì còn nhẹ nhàng chứ cỡ nam là cô nàng chẳng nhường ai hết. Lâu lâu đang đứng còn thả dây nhẹ nhàng những người thân thiết. Đến nỗi Ngô Kiến Huy đang đứng cũng không thể thoát được kiếp nạn trong một lần đi sâu. Điều này khiến cho anh chàng rơi vào trạng thái bất ngờ và muốn khóc phải cầu cứu và mắng vốn Kelvin Khánh. Vậy mà phản ứng bênh vợ của Kelvin Khánh lại càng khiến cho Ngô Kiến Huy tổn thương hơn. Không ít người còn phải cảm thán hèn chi lúc cưới Kelvin đăng nhẹ cái dòng trạng thái gọi Khởi My là người anh em. Nhưng mà phải công nhận rằng chính những khoảnh khắc thoải mái và lầy lội này của Khởi My là điều được rất nhiều người yêu mến. Ngoài ra nhờ đó mới thấy được độ cưng chiều vợ số 1 của Kelvin Khánh. Còn bạn, bạn thấy sao về điều này? Hãy để lại bình luận cho Gian biết với nhé. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé.